Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Người Việt bốn phương. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thăm hỏi tặng quà công nhân gặp nạn trong vụ sập cầu vượt. Phỏng vấn ông Nguyễn Đắc Nghiệp nhân dịp tái đắc cử vào Ban chấp hành Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo thành phố Tha Lơ, Cộng hòa Liên bang Đức. Tiến sĩ Dương Quang Trung vừa được vinh danh nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất tại Đại học Anh. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 12, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong đã tới thăm hỏi tặng quà công nhân Việt Nam Lương Văn Quyết bị tai nạn trong vụ sập cầu vượt tại Malaysia vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Đại sứ Phạm Cao Phong đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo bệnh viện nơi công nhân Lương Văn Quyết đang điều trị để tìm hiểu bệnh tình, cũng như mong muốn bệnh viện nỗ lực hết sức để điều trị cho bệnh nhân người Việt Nam. Đại sứ Phạm Cao Phong cũng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho anh Lương Văn Quyết. Trong suốt quá trình điều trị tại Malaysia, anh Lương Văn Quyết còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ vật chất và tinh thần từ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Bà Trần Thị Trang, Phó Ban Liên lạc Người Việt Nam tại Malaysia, đồng thời cũng là một y tá, đã thay mặt cho cộng đồng thường xuyên thăm hỏi, tư vấn cho anh Quyết để anh yên tâm tiếp tục điều trị. Trước đó, ngày 30 tháng 11, tại công trường xây dựng cầu vượt ở đường Kampung Haji Abdullah Hukum đã xảy ra vụ tai nạn sập cầu, làm một người Việt Nam bị thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Như chúng tôi đã đưa tin, Đại hội Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo gọi tắt là CDU vừa diễn ra tại Cộng hòa Liên bang Đức đã bầu ông Nguyễn Đắc Nghiệp, một Việt Kiều sống tại Đức 29 năm, hiện là Tổng Giám đốc công ty Sapa Thaler GmbH vào Ban chấp hành của Đảng CDU của thành phố Thaler. Đây là lần thứ tư liên tiếp ông Nguyễn Đắc Nghiệp tái đắc cử và hoạt động tại Ủy ban Tài chính Nghị viện thành phố. Và xin được nói rõ thêm, Đảng CDU là đảng cầm quyền hiện nay với Chủ tịch Đảng chính là đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel. Và phóng viên của VTV4 đã có cuộc phỏng vấn nhanh với nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp. Xin chào ông Nguyễn Đắc Nghiệp. Trước hết xin được chúc mừng ông đã tái đắc cử vào Ban lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo tại thành phố Tha Lơ, Cộng hòa Liên bang Đức. Được biết đây là nhiệm kỳ thứ tư ông tái đắc cử liên tiếp trong đảng cầm quyền ở Đức. Điều này cũng thể hiện sự hội nhập thành công của cộng đồng người Việt tại Đức. Vậy với vai trò là một nghị sĩ thì ông có những hoạt động gì nhằm giúp cộng đồng người Việt tại Đức khẳng định được vị thế cũng như là đóng góp của cộng đồng cho nước sở tại ạ? Trên thực tế là tại Đức đến nay cộng đồng người Việt đã có rất là nhiều người thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đã có vị thế xứng đáng và đã có rất nhiều đóng góp giá trị cho nước Đức. Để làm tốt hơn nữa, tôi đã cố gắng tham gia các hoạt động của cộng đồng, kết nối các hoạt động quan hệ của bà con cộng đồng với chính quyền đảng phái của Đức, vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, chấp hành tốt luật pháp, hội nhập sâu rộng về mọi mặt tại địa phương. Được biết là trước đây thì ông cũng đã từng tham gia Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức trong vai trò là một phó chủ tịch của Hội Doanh nghiệp ạ. Vậy thì ông nghĩ như thế nào về vai trò của mình là một nghị sĩ của đảng cầm quyền ở Đức trong việc trở thành cầu nối trong hoạt động kinh tế, thương mại cũng như các hoạt động văn hóa xã hội khác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ạ? Là về việc làm cầu nối trong các cái hoạt động kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức là một chủ đề rất là lớn, đòi hỏi nỗ lực của tất cả các doanh nghiệp, hệ thống chính trị, xã hội, pháp luật và chính phủ hai nước. Với vai trò là một nghị sĩ của thành phố Tha Lơ, nhưng là một người được sinh ra, trưởng thành ở Việt Nam, luôn mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển tốt hơn, đặc biệt là trong mọi hoạt động kinh tế. Trong những năm vừa qua, bản thân tôi đã cố gắng kết hợp những quan hệ cá nhân như với Bộ Kinh tế Đức, tổ chức hợp phát triển KIZ để phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Đức Việt với sự tham gia của rất là nhiều doanh nghiệp Đức Việt, tổ chức đưa các chuyên gia doanh nghiệp Đức về Việt Nam tổ chức hội thảo thăm và làm việc tại một số tỉnh và thành phố, khai trương hệ thống giáo dục đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần kết nối hoạt động doanh thương giữa hai nước, giới thiệu và hỗ trợ cho một doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh sang đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tất nhiên những cái việc tôi đã làm còn rất là khiêm tốn. Tôi hy vọng
trong tương lai sẽ tốt hơn nhiều. Vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến truyền thông, công nghiệp, truyền hình, quảng bá du lịch, tổ chức các tour khảo sát dành cho báo chí cộng đồng và báo chí quốc tế là mong muốn và định hướng phát triển tại Việt Nam của công ty Resin Global do kiều bào Canada ông Ken Lê sáng lập. Tại cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam, ông Ken Lê, Chủ tịch công ty Gesin Global mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng trong nước để có thể quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Công ty Gesin Global được thành lập từ năm 2006, có trụ sở tại Canada, Hồng Kông và Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch, công nghệ và công nghiệp truyền hình. Công ty có những hoạt động liên quan đến cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ và Australia. Ghi nhận những đề xuất của ông Ken Lê, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kiều bào. Vượt qua 2.500 giáo sư và nhà khoa học của Đại học Queen's University Belfast, Vương quốc Anh, tiến sĩ Dương Quang Trung vừa được vinh danh là nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất tại đây. Tiến sĩ Dương Quang Trung sinh năm 1979, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành viễn thông, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Queen's University Belfast. Sau 3 năm giảng dạy, tiến sĩ Trung là chủ nhiệm đề tài của 8 dự án được đánh giá cao. Trung cũng là tác giả và đồng tác giả của 230 công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội nghị quốc tế. Trong đó có 120 công trình thuộc tạp chí danh mục ESI. Nhờ những thành tích vượt trội về nghiên cứu khoa học có sức ảnh hưởng tới xã hội và cộng đồng, tiến sĩ Trung đã được trường Đại học Queen vinh danh là nhà khoa học trẻ xuất sắc năm 2016, vượt qua 2.500 giáo sư và các nhà khoa học khác. Thưa quý vị, Kiến học, trang web cung cấp miễn phí bài giảng của các trường đại học hàng đầu thế giới cho người dùng Việt Nam đang trở thành một trong những startup phi lợi nhuận về cộng đồng thành công nhất hiện nay tại Việt Nam. Những người sáng lập trang web này đều là các cựu du học sinh tại Hàn Quốc. Tháng 9 năm 2015, 7 cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc do anh Nguyễn Văn Trung làm trưởng nhóm đã đề xuất ý tưởng về dự án giáo dục mở ở bậc đại học và sau đại học với chất lượng quốc tế, được Việt hóa và miễn phí. Sau nhiều lần điều chỉnh và tham khảo các ý kiến từ nhiều chuyên gia, nhóm đã chốt cách thức vận hành và bắt đầu tìm kiếm tình nguyện viên. Nhờ ý nghĩa của dự án nên khá đông tình nguyện viên là sinh viên từ các trường đại học trong và ngoài nước đã ủng hộ dịch thuật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kiến học đã cho ra mắt hơn 20 khóa học với hàng trăm nghìn lượt xem bài giảng, những bài giảng hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực như là khoa học máy tính, sinh học, hóa hữu cơ, tâm lý học, từ các trường đại học tên tuổi như là MIT, Harvard, mang lại trải nghiệm học tập mới mẻ và nhận nhiều phản hồi tích cực từ người học. Kiến học dự định tạo ra 50 khóa học trong năm tới và nâng số người học lên 30.000 người. Sau đây là thông tin đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nghi phạm Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1982, quê ở An Giang, đối tượng được cho là có hành vi hành hạ trẻ em trong một đoạn clip mới phát tán trên mạng xã hội đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 12 khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hàng loạt clip đánh đập, bạo hành, kích điện trẻ em dã man của Nguyễn Thành Dũng đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Ngay khi đoạn clip ghi lại sự việc được phát tán trên Facebook, ngày 5 tháng 12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an khu vực phía Nam C45B đã vào cuộc xác minh thông tin, truy tìm danh tính đối tượng. Đến tối ngày 7 tháng 12, đối tượng Dũng đã bị bắt tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đối tượng được di lý về Bộ Công an khu vực phía Nam để phục vụ điều tra. Trước đó một ngày, cảnh sát tỉnh Kong Phong Cham, Campuchia cũng đã bắt giữ một người Hà Lan và hai người Campuchia có liên quan tới đoạn video nói trên. Vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú đã đến thăm thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong chuyến hành trình xúc tiến du lịch Việt Nam với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc của Hoa hậu và Á hậu Việt Nam. Tại Nhật Bản, Hoa hậu và Á hậu Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Cục xúc tiến du lịch thành phố Nagasaki và được đón tiếp nồng hậu. Bên cạnh đó, Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú đã tham quan bảo tàng bom nguyên tử, công viên hòa bình, đài tưởng niệm những người đã mất vì chiến tranh tại Nagasaki. Hai người đẹp đã mặc trang phục áo dài in vải Nhật của nhà thiết kế Hiền Lê với họa tiết truyền thống nhằm thể hiện sự giao thoa văn hóa. Cũng trong chuyến thăm, Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú đã mặc kimono
giống như những phụ nữ Nhật Bản truyền thống, đi tham quan khu phố cổ Dejima. Đây là một trong những hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản thông qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo Nhật Bản, Hoa hậu và Á hậu Việt Nam sẽ quảng bá và xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc. Mùa mưa lũ thường là mùa du lịch thấp điểm, nhưng nhiều du khách vẫn lựa chọn điểm đến là các tỉnh Nam Trung Bộ. Đây được xem là điều khá bất ngờ trong bức tranh du lịch năm nay. Vậy, điều gì đã làm nên sức hút cho những vùng đất đối mặt với mưa lũ chất chồng? Câu trả lời đối với nhiều người không gì khác, đó chính là sức hút từ vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, của sự yên bình ngay giữa mùa mưa lũ. Ngay sau đây trong phần cuối của bản tin, xin mời quý vị cùng ghé thăm vùng đất Phú Yên. Cánh đồng rau ven sông Ba sau lũ trở lại với vẻ bình yên vốn có. Và du khách cũng trở lại để thêm một lần tận hưởng không gian xanh vốn không dễ tìm thấy ở những đô thị. Đây chỉ là một trong nhiều điểm đến mà du khách hiếm khi bỏ qua về Phú Yên, vùng đất của hoa vàng, cỏ xanh. Một gành đá đĩa bên biển để dạo bước trên những khối đá kỳ lạ. Một mũi điện để ngắm những tia nắng hiếm hoi giữa mùa mưa. Hay một bãi xếp được hòa mình trong hoa cỏ. Yên bình là cảm giác chung nhất của mọi du khách khi đến đây. Cảm giác ấy càng tăng thêm bội phần sau những ngày thiên tai hoành hành. Thì nó còn hoang sơ, tuy là cơ sở hạ tầng vẫn chưa phát triển nhưng mà vẫn còn vẻ hoang sơ. Cái này khách du lịch rất thích. Du khách tấp nập đến Phú Yên trong tháng này đã khép lại một năm du lịch khá thành công với gần 1,2 triệu lượt khách, tăng 30% so với năm ngoái. Phú Yên trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch trong nước với sản phẩm du lịch hoa vàng cỏ xanh, được nhiều đơn vị lữ hành chú ý khai thác. Điều bất ngờ là ngay trong mùa du lịch thấp điểm, các điểm du lịch vẫn duy trì được lượng khách vượt trội hơn hẳn so với thời gian này những năm trước. Thì những cái điểm như là lân cận như Nha Trang hay Đà Lạt, Đà Nẵng thì du khách đã quá quen thuộc rồi. Chỉ có cái điểm Phú Yên là còn rất là mới mẻ và nhiều người chưa biết và muốn khám phá. Đó là lợi thế. Nhưng các đơn vị du lịch cho rằng nếu chỉ gói gọn ở những điều như thế thì không thể biến kết quả đầy bất ngờ của du lịch Phú Yên hiện nay thành kết quả mang tính lâu dài. Ngoài cái việc là đầu tư cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các cái điểm đến, thì chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái lớp tập huấn để nâng cao cái chất lượng để phục vụ khách. Và cái mà chúng tôi làm thường xuyên đó là tăng cường cái công tác tiếp tục xúc tiến và quảng bá du lịch. Hàng loạt công việc đòi hỏi những địa phương có du lịch bắt đầu khởi sắc như Phú Yên tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Nhưng những tín hiệu đáng mừng trong mùa du lịch thấp điểm giúp cho khả năng huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào du lịch sẽ mang tính khả thi. Mùa du lịch thấp điểm, khách vẫn đông, đó là bất ngờ đối với hoạt động du lịch. Ngược lại với du khách, giữa mùa mưa lũ vẫn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp yên bình thì đó cũng là điều bất ngờ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và đừng quên truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại các chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên VTV4.